Và tiếp theo chúng con xin kính chuyển đến máy Nguyễn Thu Hà, pháp danh An Minh Tiên, và chúng con kính mời máy Từ Hiếu ở đạo tràng Thái Bình chuẩn bị. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Con kính bạch chư tôn kiền đức tăng ni, con kính bạch lão cư sĩ Diệu Âm, con kính chào ban tổ chức, con kính chào chư vị tiên hữu đồng tư đồng tu trên toàn thế giới. Con có một câu hỏi kính hỏi lão cư sĩ Diệu Âm. Con sau mỗi thời khóa lễ Phật tại gia thì con cũng muốn là có những lời khai thị cho chư vị thần linh hương linh âm linh chư kiểu nguyện thất tổ của gia tiên ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp với con, nhưng mà con là phàm phu, con cũng không có năng lực gì, trí tuệ của con mê mờ, con cũng không biết khai thị như thế nào cho nó đúng, thì con cũng xin lão cư sĩ Diệu Âm cho con những cái lời để con khai thị trước bàn thờ của gia tiên. Đấy là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai là con cũng biết là con là phàm phu tổ chứng sâu nặng, trí tuệ mê mờ. Bác chỉ được hỏi một câu thôi nhé. Có gì nếu còn thì giờ thì xin mời chị quay trở lại vào phía sau. A Di Đà Phật. Xin An Minh Tiên sau khi mà rời cái hốt được xung này đó, nán lại 5-10 phút hối ban tổ chức, có thể là xin ban tổ chức gửi cho cái tờ hồi hướng của cái nhóm Diệu Âm này, là xin thưa với An Minh Tiên là chúng ta không còn phải khai thị chư vị trong pháp giới thường xuyên như vậy đâu, mà chúng ta thành tâm sám hối tội chướng của mình, nguyện đem công đức của mình hồi hướng cho chư vị trong pháp giới thì hay vô cùng, thì hay vô cùng. Còn nếu những ngày giỗ, ngày quải hay là ngày kỷ gì đó thì xin An Minh Tiên hãy cố gắng lên đường xuống này thường xuyên đi. Dù ông thường xuyên có đọc những lời có như khai thị, nói chung sự khai thị mà khi ngày giỗ ngày quải là mời ông bà cha mẹ chúng ta đi về đây thăm ông bà, về thăm con cái, ủng hộ con cái gì đó. Vô tình những lời này là cái cạm bẫy cho chúng ta mà chúng ta không hay. Khi biết đạo rồi thì chúng ta cứ xin ông bà hãy nghe lời con, quyết lòng niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Nếu mà An Minh Tiên thường xuyên lên đường xung này thì một thời gian tự nhiên những lời khai thị này nó nhập vào tâm của An Minh Tiên, và khai thị nhanh lắm, dễ lắm, hoàn toàn giống hệt với nhau. Nguyện cầu chư vị trong pháp giới cùng nhau niệm Phật trở về Tây Phương, giống nó mãi những chỗ này, luôn luôn là như vậy, thì cứ nghe đi tự nhiên biết. Còn bây giờ là một lần tu hành như vậy, chúng ta đem công đức hồi hướng cho chư vị, hồi hướng cho 10 phương pháp giới chúng sanh, hồi hướng cho lịch đại kiếp số ân thân trái chủ, hồi hướng cho ông bà cha mẹ trong nhiều đời nhiều kiếp ở trong cảnh giới nào để phát tâm niệm Phật cầu về Tây Phương, hồi hướng cho thân bằng quyến thuộc đang hiện tiền tin tưởng niệm Phật trở về Tây Phương. Chư vị cứ đọc mãi thành tâm mà đọc, tức là chúng ta là làm tròn được rồi, chứ không còn gì phải một buổi cộng tu là một lần khai thị. Tại vì chúng ta khai thị chưa chắc gì các ngài đã nghe, mà đem công đức mình thành tâm hồi hướng cho họ để mà giải oan nghiệp thì hay hơn nhé. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con thành tâm tri ân lão cư sĩ.